Nào, tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta sẽ là những cái đáng chú ý, đúng không? Kiến thức đáng chú ý về mặt mệnh đề danh từ cũng như là những cái phần bài tập liên quan đến mệnh đề danh từ các bạn nhé. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ phải trả lời câu hỏi là vậy thì mệnh đề danh từ nó là cái gì? Mệnh đề danh từ là gì? Muốn biết mệnh đề danh từ là gì thì xin mời các bạn sẽ nhìn vào những câu sau. Ok, và thầy sẽ có những câu như sau nhá. Và các bạn hãy để ý cho thầy những cái phần bôi vàng. Các bạn hãy để ý cho thầy những phần bôi vàng. What he bought was expensive. Tức là những cái mà anh ta mua thì rất là đắt. Tại sao cô ấy không đến tham dự thì nó không có nghĩa lý gì về tôi cả. Những gì anh ta nói về tôi làm tôi rất là buồn cười. Đúng không ạ? Tôi không quan tâm về cái việc mà họ nghĩ gì về tôi. Tôi không thích những cái gì mà cô ấy nói. Đúng không ạ? Họ gì nhỉ? Họ nghĩ rằng cô ấy rất là thông minh. Cái bạn có thể nói cho tôi cái việc là gì ạ? Tại sao họ đến muộn không? Đúng không ạ? Có nghĩa là những cái câu này thì các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Các bạn sẽ thấy rằng là những cái bôi vàng ấy thì là một mệnh đề, đúng không ạ? Một mệnh đề phụ. Mệnh đề phụ, và cái mệnh đề phụ này nó có chức năng như một danh từ, tức là nó làm chủ ngữ hoặc làm tân ngữ, đúng không ạ? Ví dụ trong trường hợp này là gì ạ? Cái A này rất là expensive, cái A này rất là đắt. Vậy A là cái gì? Là what he bought, những gì anh ta mua. Vậy thì hay nói khác là trong các tình huống này thì danh từ nó không hẳn là nó tồn tại dưới dạng một từ hoặc cụm từ, mà nó lại tồn tại dạng cả một mệnh đề, đúng không ạ? Thì người ta gọi mệnh đề đấy là mệnh đề danh từ. Ok. Hay nói khác là mệnh đề danh từ ấy là một mệnh đề có chức năng như một danh từ. Ok. Có nghĩa rằng là gì ấy? Nó có thể làm chủ ngữ này. Đây, trong trường hợp này nó làm chủ ngữ này. Trong trường hợp này nó làm tân ngữ này. Hoặc nó có thể đứng sau các giới từ này. Ok. Hoặc là đứng sau các cái tính từ, đúng không ạ? Ok. Có nghĩa rằng là gì ấy? Có nghĩa rằng là mệnh đề danh từ là một mệnh đề có chức năng như một danh từ, tức là làm chủ ngữ hoặc làm tân ngữ trong câu. Ok các bạn nhá. Đấy, các bạn sẽ hiểu như vậy. Tức là thay vì nói rằng là những quyển sách này rất là đắt tiền chẳng hạn, thì họ nói là gì? Những gì anh ta mua, tất cả những gì anh ta mua thì đều rất là đắt tiền. Có nghĩa là họ đã phát triển từ một cái danh từ ra thành một cái mệnh đề, tức là một cấu trúc SVO nữa. Và cấu trúc SVO đấy thì chúng ta sẽ gọi là mệnh đề danh từ các bạn nhá. Ok, nên là đầu tiên các bạn phải hiểu được cái khái niệm của nó là gì. Ok, nào tiếp theo ạ. Chúng ta sẽ xem rằng là vậy thì mệnh đề danh từ nó nằm ở vị trí nào trong câu. Vậy thì các bạn nhìn vào đây thì như là định nghĩa ở trước thì là gì? Mệnh đề danh từ là mệnh đề có chức năng như một danh từ, tức là làm chủ ngữ hoặc làm tân ngữ, đúng không ạ? Okay, vậy thì nếu như chức năng như một danh từ thì nó sẽ có những vị trí nào? Đúng không ạ? Ba vị trí đầu tiên. Các bạn nhìn ba vị trí đầu tiên. Thì tức là gì ạ? Ba vị trí này chính là vị trí của chủ ngữ, đúng không ạ? Tức là nó đứng đầu câu và làm chủ ngữ, tức là sau cái mệnh đề này sẽ là một động từ. Ok. Các cái từ kiểu what, why, what này người ta gọi là subordinator, tức là cái từ bắt đầu của mệnh đề phụ, đúng không ạ? Từ bắt đầu của mệnh đề phụ thì gì nhỉ? Ở đây là nó đứng đầu câu, đóng vai trò là chủ ngữ, đúng không ạ? Và cộng ngay sau đó là một động từ, đấy ạ, was expensive, is, hoặc là made. Ok. Nào, tiếp theo là gì nhỉ? Chúng ta có vị trí thứ hai của nó. Vị trí thứ hai thì ở đây là các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? À, nó rõ ràng nó đứng sau các động từ. Yeah, ok. Đó. Tôi không quan tâm đến việc A này. Tôi thích cái A này. Họ nghĩ rằng là họ nghĩ cái việc A này, họ nghĩ về việc A này. Và bạn có thể nói cho tôi điều A không này. Đúng không? Thì tất cả những cái này là gì ạ? À, nó có thể đóng vai trò là gì ạ? Là tân ngữ nên nó sẽ đứng sau động từ, nó sẽ đứng sau động từ các bạn ạ. Ok, nào cái trường hợp số 3 đó là gì ạ? For này, on này. Mẹ tôi thì không phải là đang tìm kiếm những gì mà tôi thích. Ok, những gì mà thích thì là gì ạ? Thì là cái từ what I like này nó đứng sau giới từ này. Đừng give up on what you dream of, tức là bạn đừng gì nhỉ, bạn đừng có từ bỏ những cái gì mà bạn bạn mơ ước, đúng không ạ? Từ giấc mơ của mình, ước mơ của mình, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây nó có thể là đứng sau giới từ, đúng không ạ? Nó đứng như là danh từ thôi ạ, nó đứng như là danh từ thôi ạ. Còn cái trường hợp này là I'm glad that you come back, tôi rất là vui mừng là bạn đã trở lại này, hoặc là gì, hoặc là anh ta rất là upset, đúng không ạ? Anh ta rất là kiểu đau khổ, đúng không ạ? Vì là cô bạn gái thì đã chia tay anh ta.
thì là gì ạ? Thì là nó thể đứng sau một tính từ, nhưng thực chất là gì ạ? Thực chất là cái này nó vẫn là một danh từ thôi. Tôi rất là cảm thấy vui vì điều A, anh ta cảm thấy rất là gọi là upset, đúng không ạ? Rất là đau khổ vì điều A. Đấy, nên là tóm lại thì các vị trí của mệnh đề danh từ sẽ như sau. Thứ nhất là đứng đầu câu và làm chủ ngữ trong câu. Cái thứ hai đó là nó đứng sau động từ và làm tân ngữ trong câu. Thứ ba đó là nó đứng sau giới từ, và thứ tư đó là nó đứng sau tính từ hoặc là một cụm tính từ. Ok. Đấy, và bổ nghĩa cho cái cụm tính từ đó. Đó. Đó là các vị trí. Tại vì các bạn cứ hình dung ra là mệnh đề danh từ có chức năng như một danh từ mà, thì nó sẽ có những vị trí như vậy, đúng không? Ok. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là vậy thì trật tự sắp xếp các từ trong mệnh đề danh từ là gì? Thì các bạn có thể nhìn lại các ví dụ của chúng ta. Các bạn có thể nhìn lại các ví dụ của chúng ta. Thì các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Trật tự của nó sẽ là gì ạ? What này. What, that, why. Nó sẽ đều bắt đầu bằng một cái gọi là một cái từ từ dẫn ra mệnh đề phụ, đúng không ạ? Đây là từ bắt đầu mệnh đề phụ, đúng không ạ? Subordinator. Từ bắt đầu mệnh đề phụ, đúng không ạ? Sau cái từ đấy là SVO. Có nghĩa rằng là gì ạ? Cái thứ tự sắp xếp của các từ trong mệnh đề danh từ ấy thì nó sẽ là gì nhỉ? Nó sẽ là đúng với trật tự SVO nhá, và không đảo trợ động từ lên trước. Các bạn nhớ nhá, trong mệnh đề danh từ thì trật tự của nó thì nó đúng với trật tự SVO nhá. Các bạn sẽ không đảo trợ động từ lên trước. Đó là cái chú ý của bạn khi mà các bạn trật tự sắp xếp. Ví dụ như là gì ạ? Rất là nhiều bạn gì nhỉ? Đó là kiểu như là can you tell me why did they arrive late? Gọi là sai. Bạn có thể nói với tôi là why they arrive late, tức là bắt buộc phải là gì? Why này sẽ cùng với SVO. Đúng không ạ? Bắt buộc phải như thế, chứ không phải là gì? Why did they? Mặc dù là gì, nhiều bạn là gì, em thấy là cái câu này câu hỏi, nhưng thực ra là ở đây là một mệnh đề danh từ, còn câu hỏi là câu hỏi nằm ở mệnh đề độc lập là can you này. Ok, nên là các bạn sẽ rất là dễ nhầm ở chỗ này, đúng không ạ? Các bạn nhớ nhá, đó là trong mệnh đề danh từ thì trật tự từ không đảo trợ động từ lên trước. Ok, đó là ý số 3. Ý số 4 thì chúng ta sẽ quan tâm đấy, vậy thì có bao nhiêu dạng của cái mệnh đề danh từ, đúng không ạ? Bao nhiêu dạng cơ bản mệnh đề danh từ? Vậy thì chúng ta sẽ có những dạng như sau. Dạng 1 đó là that clauses, tức là mệnh đề bắt đầu bằng từ that. Mệnh đề bắt đầu bằng từ that. Ok, vậy thì xin mời các bạn sẽ nhìn vào các ví dụ sau đây. Ok, mệnh đề bắt đầu bằng từ that thì các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Ví dụ như là gì nhỉ? The young make filmmaker, cái người làm phim trẻ thì hy vọng rằng là bộ phim của chúng ta sẽ có một cái sự thành công về mặt tài chính. Vậy thì gì ạ? Vậy thì là ở đây các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Cái bộ phim của anh ta sẽ thành công là một mệnh đề dạng khẳng định. Ok, đấy, mệnh đề dạng khẳng định. Nên là nếu như mà mệnh đề danh từ khẳng định thì người ta sẽ dùng từ that để bắt đầu. Ok, đó, người làm phim đã tin rằng, đúng không ạ, bộ phim của anh ta. Hoặc là gì, hoặc là câu thứ hai là gì ạ? Cái việc mà bộ phim của anh ta đã thành công thì nó gọi là nó ngoài cái sự nghi ngờ, tức là gì ạ? Tức là nó rất là chắc chắn, đúng không ạ? Nó là một điều đương nhiên. Ok, thì là gì ạ? Thì là cái việc bộ phim của chúng ta đã thành công, ở đây là chủ ngữ, đúng không ạ? Và cái này nó là một mệnh đề khẳng định, nhớ nhá. Mệnh đề khẳng định hoặc là phủ định thì người ta sẽ bắt đầu bằng gì nhỉ? Bằng cái từ that, đúng không ạ? Ví dụ như là cái catalog đấy đã chỉ ra rằng là những cái khoa học thì cần phải đòi hỏi những khoảng thời gian trong phòng thí nghiệm. Vậy nó đã chỉ ra điều A, và điều A là một điều khẳng định. Đấy. Cả lớp rất là ngạc nhiên là cái tức là gì ạ? Instructor, đúng không ạ? Người hướng dẫn, người ta lại cancel cái buổi thi đó. Tức là rất là ngạc nhiên về điều A. Đấy. It is certain that, tức là nó bắt đầu bằng cái chủ ngữ giả này. Tất nhiên là, đúng không ạ? Một cái điều chắc chắn là, một cái điều đã được tin tưởng rằng, hoặc là một điều đã được chứng minh rằng, thì tất cả những cái mệnh đề này đều là những mệnh đề khẳng định hoặc là phủ định. Nên là các bạn sẽ chú ý đầu tiên đó là gì ạ? Nếu như mệnh đề danh từ mà dưới dạng khẳng định hoặc phủ định thì người ta sẽ bắt đầu bằng từ that. Ok, đó. Đó là về cái dạng chú ý số 1. Vậy này, ở dạng này thì các bạn sẽ cần cho thầy một cái lưu ý như sau này. Ok, chúng ta sẽ nhìn vào ở đây thì thầy có một cái từ đó là gì ạ?
That clause of urgency, advisability, necessity and desirability. Có nghĩa là ở đây là những cái mệnh đề danh từ bắt đầu bằng từ that, nhưng mà nó chỉ về sự cấp bách này, khuyên bảo, cần thiết hoặc là mong muốn, mong chờ, mong đợi. Yeah, ok, ví dụ như là gì ạ? Khuyên điều A, đề nghị điều A, đề xuất điều A, rồi là ra lệnh về điều A, đòi hỏi điều A. Yeah, ok, rồi là đề nghị điều A. Điều A thì rất là quan trọng, rất là cần thiết. Ở đây là những mệnh đề danh từ nhá, mà có gì nhỉ? Mà có đi liền với những từ mà mang chỉ là gì ạ? Cần thiết, đòi hỏi, khuyên bảo nhá. Thì các bạn lưu ý cho giúp thầy này, đó là cái động từ của mệnh đề danh từ. Động từ của mệnh đề danh từ nhá, phải để ở dạng nguyên thể, tức là không được chia gì cả. Ok, đấy. Có nghĩa là các cái verb này, SVO và TASVO này, thì các cái verb ở trong những cái mệnh đề danh từ này thì nó sẽ không được chia, và tức là các bạn sẽ giữ dạng nguyên thể, đúng không? Thầy lấy một cái ví dụ như sau này. Ví dụ như là gì ạ? Ví dụ như là the company president urged that the marketing department be more aggressive. Tức là cái người chủ tịch công ty này, người ta yêu cầu, người ta đề nghị yêu cầu rằng là cái bộ phận marketing thì cần phải gọi là more aggressive, đúng không ạ? Nên là gì ạ? Cái từ be này, các bạn thấy là be này, yeah, thì nó sẽ không gì nhỉ? Nó sẽ không được chia. Tức là gì ạ? Tức là ở đây là gì ạ? The marketing department là chủ ngữ rồi, nhưng mà cái be này sẽ không được chia nhá. Nó sẽ không được chia thành is hoặc là were gì cả, mà vẫn giữ nguyên là be, đúng không ạ? Nên là các bạn sẽ đặc biệt chú ý đến cái điều này. Yeah, cái này rất là quan trọng đấy ạ. Ví dụ như là gì nhỉ? Ví dụ như là một cái điều rất là cần thiết là mỗi cái salesperson thì phải làm việc gì ạ? Nhiều giờ hơn. Vậy cái từ work này, mặc dù là sales person ấy, nó là số ít, nhưng cái work này không được chữ s. Có nghĩa là cái động từ này dạng nguyên thể nhá. Nguyên thể này. Nguyên thể này. Đúng không ạ? Ok. Cô ấy cho rằng, đúng không ạ? Cô ấy nặng nặc đòi, đúng không ạ? Tức là cô ấy nặng nặc cho rằng là cái công ty này không mất thêm bất kỳ một cái khách hàng cho những cái đối thủ cạnh tranh. Thì là not lose này. Đây là gì ạ? Động từ nguyên thể. Động từ nguyên thể. Nên là gì ạ? Urge này, necessary này, insistent này. Thì động từ của cái mệnh đề danh từ đấy, nó phải để ở dạng nguyên thể. Hoặc là recommend. It's recommended that the department not hire. Chứ không phải là didn't hire hoặc là doesn't hire, mà phải là not hire new staff. Ok. Nên là các bạn đặc biệt này, be này, work này, not lose này, not hire ở đây là những động từ dưới dạng nguyên thể, bởi vì nó đi liền với gì ạ? À, nó là nằm trong mệnh đề danh từ mà đi liền với những cái động từ chỉ sự cần thiết, cấp bách hoặc là khuyên bảo, vân vân. Ok các bạn nhá, đó là một trong một cái lưu ý rất là quan trọng. Dạ nào, tiếp theo chúng ta sẽ có dạng 2, đó là cái dạng mệnh đề bắt đầu bằng từ if hoặc whether, đúng không ạ? Thầy sẽ có một số cái ví dụ sau đây. Ok, các bạn nhìn cho thầy vào 5 ví dụ này. Tôi không biết là liệu anh ta có tin tôi hay không. Vậy thì rõ ràng rằng là cái mệnh đề danh từ này nó không phải là nó dạng khẳng định, mà nói dạng là gì? Có hay là không? Có hay là không? Mọi người hỏi tôi rằng là kiểu cái true love thì có tồn tại hay là không? Đúng không ạ? Ok. Rồi là nó rất là không chắc chắn, là không biết là ông professor đấy, ông ấy sẽ xếp lại lịch của cái kỳ thi đó. Và điều đấy là không chắc chắn, không biết là ông này có làm như thế này hay không. Không ai biết rằng là cái cuộc thí nghiệm này có thành công hay không. Và bệnh nhân thì không biết rằng là ông bác sĩ này thì có áp dụng phương pháp này hay không. Đúng không ạ? Có nghĩa rằng là gì ạ? Có nghĩa rằng là nếu như mệnh đề danh từ mà nó có dạng là có hay là không, thì chúng ta sẽ gì ạ? Dùng cái từ đó là từ if hoặc là từ whether để bắt đầu mệnh đề danh từ đấy. Ok các bạn nhá, đấy là dạng thứ hai, đó là dạng if hoặc là whether clauses, đúng không ạ? Nó dùng cho mệnh đề danh từ dưới dạng là nghi vấn, yes no, hay là yes no question, có hay là không, đúng không? Dạng số 3 là chúng ta có dạng question clause. Thì các bạn sẽ nhìn vào các ví dụ sau đây. Ok, các bạn sẽ nhìn vào ví dụ sau đây này. Cảnh sát không biết là ai là người đã commit cái vụ cướp đó, đúng không ạ? Vậy thì gì ạ? Vậy thì là ai là người đã gì đấy thì nó sẽ làm gì ạ? Tân ngữ trợ động từ no, đây là mệnh đề danh từ. Cảnh sát cũng không biết là cái vụ cướp đấy xảy ra khi nào. Cái reporter, người reporter thì người ta
hỏi là không biết là cái công ty nào sẽ quyết định kinh doanh tại Russia. Những gì anh ta nói với tôi thì làm tôi cười rất là nhiều, và tôi không ví dụ tôi cũng quan tâm đến mọi người nghĩ gì về tôi. Có nghĩa rằng là gì ạ? Có nghĩa rằng là những cái mệnh đề này này, mệnh đề cái chân này, đây là những mệnh đề danh từ. Nhưng mệnh đề danh từ này nó dưới dạng một cái câu mà có chứa gì ạ? Có chứa cái question, tức là chứa cái từ để hỏi. Ví dụ như là gì ạ? Cảnh sát không biết là ai là người đã gây ra cái vụ cướp. Thì cái từ ai ai là người đã gây ra vụ cướp đó là một mệnh đề danh từ mà nó có chứa gì ạ? Nó có chứa từ nghi vấn, đúng không ạ? Chứa từ nghi vấn. Nên là đối với mệnh đề danh từ có chứa từ nghi vấn thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ thêm các cái từ nghi vấn lên trước. Đúng không ạ? Có nghĩa rằng là chúng ta có 3 loại mệnh đề danh từ. Thứ nhất là mệnh đề danh từ bắt đầu bằng từ that, là mệnh đề danh từ khẳng định hoặc phủ định. Thứ hai là bắt đầu bằng từ gì ạ? If hoặc là từ whether, là mệnh đề danh từ dưới dạng gì ạ? Nghi vấn yes no. Và thứ ba đó là bắt đầu bằng những từ nghi vấn như là who, when, which, what, vân vân, thì là mệnh đề danh từ tồn tại dạng các câu hỏi, đúng không? Ok các bạn nhá. Đấy, đấy là chúng ta sẽ có ba cái dạng phổ biến của mệnh đề danh từ như vậy thôi. Ok. Tóm lại thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ nhớ rằng là mệnh đề danh từ là mệnh đề có chức năng như một danh từ này. Vị trí của nó thì cũng giống như danh từ và nó có ba dạng: dạng khẳng định hoặc phủ định, that, dạng nghi vấn yes no, if whether, hoặc là dạng nghi vấn nó question clauses dưới dạng là gì nhỉ? Các cái từ như là who, what, which, vân vân. Ok các bạn nhá. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử ứng dụng trong một số các bài tập như sau. Dạ nào, bây giờ thì các bạn sẽ pause lại và chúng ta sẽ làm trước khi quay lại xem từ trước đúng không ạ? Câu số 1 này. I talked to Bob 2 weeks ago. I thought he wanted to know about my cat, but I misunderstood him. I asked him where's the, not my cat. Thì là gì ạ? Thì là tôi nói chuyện với Tom này và gì ạ? Tôi nghĩ rằng anh ta muốn biết về con mèo của tôi nhưng mà tôi lại nghe nhầm. Anh ta muốn biết về cái mũ chứ không phải là con mèo, đúng không ạ? Thì là gì ạ? Thì là he asked me where, thì chắc chắn là gì ạ? Where là một từ bắt đầu của mệnh đề danh từ, đúng không ạ? Thì chắc chắn rằng là nó sẽ phải cộng với cấu trúc gì ạ? SVO đúng thứ tự, đúng không ạ? Và các bạn nhớ rằng nhá, chúng ta cần một chú ý là gì ạ? Đó là mệnh đề danh từ động từ nó phải phù hợp với động từ của mệnh đề chính. Tức là ask này ở quá khứ thì bắt buộc ở chỗ này nó phải là gì nhỉ? Thứ tự SVO và nó ở quá khứ thì chúng ta sẽ chỉ có phương án B là my hat was thôi. Okay, chứ không phải là where was my hat nhá. Ok, các bạn đặc biệt lưu ý việc đó. Nào, trật tự từ đúng không ạ? Và sự phù hợp giữa gì nhỉ? Giữa cái động từ của mệnh đề chính với động từ của mệnh đề phụ danh từ các bạn nhé. Nào, câu số 2. The people in the apartment upstairs must have a lot of children. I don't know how many, but it's out there have a dozen. Tức là gì nhỉ? Mọi người ở trên lầu kia thì có rất là nhiều đứa con đúng không ạ? Và tôi không biết là có bao nhiêu, họ có bao nhiêu, nhưng mà khả năng là họ có rất là nhiều, đúng không? Ok, thì là gì ạ? Thì là chúng ta sẽ gì nhỉ? Chúng ta sẽ phải gì ạ? Sau từ how many này là phải là một cấu trúc gì ạ? SVO, và nó phải phù hợp với cái thời thì này, và chúng ta chỉ lựa chọn gì nhỉ? Đó là how many children they have. Ok, đó. Thì là gì ạ? Sau how many là children they have là SV rồi. Và ở đây là hiện tại thường, cũng phù hợp với thì hiện tại thường ở đây. Thì các bạn gì hiện tại, phù hợp với hiện tại thì các bạn sẽ chọn cái phương án là phần C. What children they have. Ok. Do you know? Bạn có biết là trái đất của chúng ta ok, đã có được cách đây bao nhiêu lâu không? Đúng không? Hoặc là đã bao nhiêu tuổi không? Đúng không ạ? Và tôi không có idea gì cả. Thì ở đây là đều bắt đầu bằng how old, how many, vân vân này. Nhưng sau đó phải là một cấu trúc SV, đúng không ạ? Và phù hợp với cái no này. Và chúng ta chỉ lựa chọn phương án là how old the earth is. Ok? Nên là các bạn sẽ nhớ nhớ rằng là gì ạ? Hay gì ạ? Hãy xem sự phù hợp về mặt thời thì. Và thứ hai là trật tự từ là có thể xử lý những câu này, đúng không ạ? Ok? There's too much noises. There's too much noise in this room. I can't understand what. Tôi không thể hiểu được là thầy giáo đang nói gì. Thì bắt buộc phải là gì ạ? Phải là what này, xong cộng với cấu trúc gì nhỉ? SVO và phù hợp với can understand là hiện tại, đúng không ạ? Và các bạn chỉ chọn là what the professor is saying.
Ok, các bạn sẽ lựa chọn phần D là phần chính xác. Đúng không ạ? Câu số 5. When I was little, my father gave me some advice. He said, talk to stranger. Khi mà tôi còn nhỏ thì bố tôi đã đưa cho tôi một vài lời khuyên là bố tôi nói rằng là tôi không nên nói chuyện với người lạ, đúng không ạ? Yeah, thì các bạn sẽ phải gì nhỉ? Các bạn sẽ phải là đúng thứ tự này, và thứ hai là phù hợp với cái từ said này, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ gì nhỉ? Các bạn sẽ chọn là gì nhỉ? I shouldn't. Nhớ là ở đây là gì? He said I shouldn't talk. Thế là he said that I shouldn't talk cũng được. Hoặc là he said I shouldn't talk cũng được. Có nghĩa là đôi lúc là nếu mà mệnh đề tính từ đấy mà để cho nó gọn thì họ thì bỏ cái từ that đấy đi. Đúng không ạ? Nên là các bạn sẽ chú ý nhé. Có từ that, sau đó that nó phải gì ạ? Phải cộng với một gọi là s, đúng không ạ? Tức là I. Còn cái này là không phù hợp với gì ạ? Với thời thì. Thì nó sẽ loại đi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ gọi là I shouldn't thôi, đúng không ạ? Ok. Câu số 6 này. I didn't expect an aunt husband to be here at the opera with her. I'm surprised too. Must have insisted that. Thì là gì nhỉ? Thì là tôi không mong chờ rằng là chồng cô ấy sẽ đến cái opera với cô ấy. Yeah, và tôi cũng I'm surprised too. Yeah, ok. Và tôi cũng rất là ngạc nhiên, đúng không ạ? Và An đã, có lẽ là An đã gì ạ, đã insist, tức là gì nhỉ, đằng nặc đòi that. Thì ở đây là gì ạ, ở đây là gì nhỉ, có từ insist đúng không ạ, và mệnh đề danh từ sau từ insist mà mang ý nghĩa rằng là gì ạ, như kiểu là cần thiết, cấp bách vân vân ấy. Thì các bạn sẽ gì ạ, các bạn sẽ động từ, các bạn sẽ không được chia, nên các bạn sẽ nói là he come nhá, không phải là he comes, hoặc là he came, đúng không ạ? Mà các bạn phải gì nhỉ? Các bạn sẽ không được chia cái động từ đó. Cái chú ý này là thầy đã nói các bạn rồi, đúng không ạ? Câu số 7. Miss Wright, can I give me a little extra helping typing some letters tonight? Sorry, cannot. The boss had urgent report that report for me to write. She demand that if it, đúng không ạ? Now, sau cái từ demand, đòi hỏi, đúng không ạ? Đòi hỏi một cái điều gì đó. Thì chắc chắn rằng là gì ạ? Sau đó phải là một mệnh đề danh từ, đúng không ạ? Và động từ không được chia, tức là be. Ok, be. Chứ không là will be hay là is nha các bạn nhé. Đấy, các bạn đặc biệt lưu ý điều đấy. Cái này rất là quan trọng, đúng không ạ? Khi mà chúng ta làm bài tập, họ rất là hay hỏi chúng ta về những cái trường hợp đặc biệt như thế, đúng không ạ? Now, did you tell Carol where's gì đấy? Us this evening? Yes, I did. I can understand why she's late. Bạn có nói với Carol là chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu không? Đúng không ạ? Ok. Tôi có nói nhưng mà tôi không hiểu là tại sao mà cô ấy lại đến muộn. Thì ở đây là gì ạ? Có từ where rồi. Where thì nó sẽ phải gì ạ? Nó phải phù hợp với quá khứ, đúng không ạ? Thì ở đây các bạn nhớ nhá, cái này là không phù hợp với quá khứ này. Cái này thì nó không phù hợp với trật tự từ này. Cái này nó cũng không phù hợp với cái cấu trúc SVO này. Thì chúng ta sẽ chỉ có phương án là where to meet thôi. Và các bạn nhớ cho thầy một cái điều, đó là với mệnh đề danh từ, người ta có thể cộng với to verb khi mà gì ạ? Khi mà cái từ ví dụ là gì ạ? Where to go này, what to do này, how to say này, tức là các cái từ nghi vấn này là nói gì, nói như thế nào, đúng không ạ? Rồi là đi đâu, thì người ta hoàn toàn người ta có thể dùng gì ạ? Where sau cộng với to verb các bạn nhá. Đây là mệnh đề danh từ nhưng ở dạng rút gọn, đúng không ạ? Ok. Đấy, nên là ở đây là where to meet. Did you tell Carol where to meet us? Đúng không? Ok. Câu số 9, đúng không ạ? Cái người thầy bói, đúng không ạ? Cái người thầy bói đã dự đoán rằng tôi nhiều đấy, đúng không ạ? Before the end of the year. Rằng là tôi sẽ có nhiều là sẽ inherit rất là nhiều tiền, đúng không ạ? Ok, trước cái năm nay. Thì là gì ạ? Thì là predict này. Thì cho nên predict này nó phải cộng với gì ạ? That. Dự đoán rồi, cộng với mình để khẳng định, đúng không ạ? Và phù hợp với gì nhỉ? Phù hợp với cái từ predict này là quá khứ, đúng không ạ? Thì các bạn phải chọn là gì ạ? Tương lai trong quá khứ, đúng không ạ? Tức là that I would inherit a lot of money before the end of the year, đúng không ạ? Câu số 9. Now, câu số 10 ạ. Bill Frazer seemed like a good person for the job, but we don't know why he left last job. Okay, I know why. She told me. Now, cái anh này thì là một cái nhân viên rất là giỏi, đúng không? Rất là tốt. Nhưng mà tôi không hiểu sao mà anh ta lại bỏ việc
đúng không ạ? À, tôi biết đấy, anh ta nói với tôi rằng okay, anh ta có một cái sự gọi là bất đồng về mặt chính sách với cái với sếp của anh ta, đúng không ạ? Vậy thì told me thì anh ta nói với tôi rằng, đúng không ạ? Anh ta nói với tôi rằng chắc nó phải là một mệnh đề dưới dạng gì ạ? Khẳng định, đúng không ạ? Khẳng định rồi. Vậy thì khẳng định thì các bạn phải gì ạ? Phải xét ba yếu tố. Thứ nhất đó là yếu tố về mặt từ bắt đầu. Yếu tố thứ hai là yếu tố về mặt trật tự từ, và yếu tố thứ ba là yếu tố về mặt gì ạ? Sự phù hợp giữa cái thời thì của cái động từ của mệnh đề danh từ với động từ mệnh đề chính, đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng là có từ that, nhưng mà that là that what gì đấy, đúng không? Là một cái phương án sai. Thì các bạn sẽ chọn phương án đó là phương án B thôi nhá. Và ở đây là họ đã rút gọn bớt đi cái gì nhỉ? Cái that, đúng không ạ? Có thể là gì? Anh ta nói với tôi rằng he told me that anh ta đã có một cái sự bất đồng với sếp của anh ta, đúng không ạ? Ok, nên là các bạn sẽ chọn phương án B các bạn nhé. Ok. Nào, câu số 11 nào. Is it true that you fell asleep in class yesterday and began to snore? Thực sự thì hôm qua là bạn bị buồn ngủ ở trong lớp. Đúng không ạ? Ok. Ok, đúng rồi. Và gì ạ? Và is unbelievable ở đây là một gì ạ? Verb rồi. Đúng không ạ? Là một cái động từ cộng với một cái tính từ. Đúng không ạ? Thì chắc chắn ở đằng đầu này nó phải là một gì ạ? Nó phải là một chủ ngữ, mà chủ ngữ này tồn tại dạng một mệnh đề danh từ thì nó sẽ bắt đầu bằng gì nhỉ? Bằng là that xong cộng với gì nhỉ? SVO. Đúng không ạ? Ok, và chúng ta chỉ lựa chọn phương án đó là phương án B thôi. Là đảm bảo là that cộng với SVO. Yeah, ok. Is unbelievable, kiểu như vậy. Nào, câu số 12 ạ. Officer, can you tell me how to get to the Springfield? Bạn có thể nói với tôi là làm nào để có thể đến được Springfield không? Chắc chắn rồi, what part of Springfield? Tức là gì ạ? Tức là bạn muốn đi tới cái vùng nào của Springfield? Thì chắc chắn là gì ạ? What part of Springfield do you want to go? Tại vì ở đây nó không phải là mệnh đề danh từ các bạn nhé. Ở đây là một câu hỏi là phần nào của Springfield mà bạn muốn đi tới, đúng không ạ? Ok, thì ở đây là một cái câu hỏi, cái câu này là câu không chứa mệnh đề danh từ, đúng không ạ? Nên là cái trộm từ này phải đảo đằng trước, đúng không ạ? Đây là mệnh đề độc lập. Thì các bạn sẽ phải dùng gì ạ? What part of Springfield do you want to go? Ok, đấy. Vậy thì tóm lại này, thì để mà các bạn xử lý được những cái bài tập liên quan tới mệnh đề danh từ thì các bạn sẽ phải nắm chắc cho thầy gì ạ? Vị trí mệnh đề danh từ này, mệnh đề danh từ là gì này, chức năng của nó này, vị trí mệnh đề danh từ này, các loại mệnh đề danh từ này, và cái sự phù hợp giữa động từ trong cái mệnh đề danh từ với cái động từ của mệnh đề chính, đúng không ạ? Thì các bạn có thể xử lý được những cái câu như này thôi ạ. Vậy thì hy vọng rằng là sau cái bài học này chúng ta đã nắm được các cái từ vựng, đúng không ạ, thuộc cái chủ đề là historical places, cộng với các cái kiến thức liên quan mệnh đề danh từ, đúng không ạ, một cái phần rất là quan trọng trong khi thi trung học phổ thông quốc gia. Các bạn hãy tiếp tục, chúng ta sẽ tìm kiếm, chúng ta hãy mở rộng, đúng không ạ, và làm thêm các bài tập về phần này nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.